Trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay thì cầu thủ Tây Ban Nha đã có chiến thắng với tỷ số 5-0 trước cầu thủ Andorra vào thứ năm. Còn đây là đội hình ra sân mà ông Luis de la Fuente sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay. Ngày hôm nay Tây Ban Nha sẽ thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành Unai Simon mang áo số 23. Bộ tứ vệ của họ sẽ là Nacho mang số 4, Nocmang mang số 3. Hai cầu thủ chạy cánh là Marc Cucurella mang áo số 24. Jesus Navas năm nay đã 38 tuổi, đã xuất phát cho đội ra sân. Bộ ba tiền vệ phía trên sẽ là Petri, Rodri, Fabian Ruiz. Và ba cầu thủ phía trên sẽ là Alvaro Morata, đội trưởng. Và đôi cánh của Tây Ban Nha sẽ là Jama và Nico William. Bắt chính trận đấu ngày hôm nay là một trọng tài đến từ nước Pháp, ông Bastian De Chepi, năm nay 38 tuổi. Đội trưởng bên phía Bắc Ireland sẽ là một trung vệ rất quen thuộc, đó chính là Johnny Evans, cầu thủ mang áo số 5, cầu thủ đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Manchester United. Còn đây là đội hình ra sân mà ông O'Neill sử dụng trong cuộc làm khách trước cầu thủ Tây Ban Nha. Họ sẽ chơi với sơ đồ 3-5-2 với những cái tên quen thuộc như số 2 Connie Bradley hay là Johnny Evans. Thủ môn của họ là Farrell mang số 1. Như vậy là ở trong hiệp 1 này thì đội chủ nhà Tây Ban Nha sẽ là những người có bóng trước. Họ sẽ thi đấu trong bộ trang phục áo đỏ, quần xanh và tất đỏ, và sẽ thi đấu ở bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Trong khi đó, những vị khách cầu thủ Bắc Ireland thi đấu trong bộ trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng. Một tình huống nguy hiểm. Như vậy tỷ số đã được mở ở phút thứ 2 dành cho cầu thủ Bắc Ireland. Rất bất ngờ, ở tình huống đá phạt đầu tiên thì những vị khách đã tạo ra một sự bất ngờ trên sân đấu của câu lạc bộ Mallorca. Của ông đã bị thua ngay ở tình huống bóng bổng đầu tiên. Một tình huống băng vào rất dũng mãnh của trung vệ mang áo số 4 Daniel Ballas. Nacho là người theo sát Ballas và anh đã không kiểm tỏa được tình hình, sẽ phải tìm cách để xuyên phá được những hàng thủ dày đặc. Nhưng với những thế trận như thế này, khi Tây Ban Nha có được một bàn thắng thì mọi việc sẽ rất thay đổi. Petri dứt điểm, tỷ số được cân bằng 1-1. Một siêu phẩm đã được tạo ra, không có ai áp sát cả. Và chỉ cần với một khoảng trống như vậy thôi, Petri đã có được bàn thắng. Không thể có cơ hội phản cản phá được của Farrell. Nico William. Jaman. Jesus Navas. Tạt bóng rất dẻo, đánh đầu, tỷ số được nâng lên 2-1. Một tình huống mà Jesus Navas đã tạt bóng như dính vào đầu của Alvaro Morata. Navas là chuyên gia của những tình huống tạt bóng kiểu như vậy. Với khả năng không chiến, và Johnny Evans là người đã không theo được Morata. Tiền đạo của câu lạc bộ Atletico Madrid đã rất dễ dàng để đưa trái bóng vào góc xa. Thế trận đã thay đổi rất nhanh sau khi mà cầu thủ Bắc Ireland đã có được bàn thắng. Thì hoàn toàn đó là điều mà Jaman xứng đáng được hưởng. Nico William đã mở tốc độ, căng ngang, dứt điểm, tỷ số được nâng lên 3-1. Một pha bất ngờ tăng tốc của cầu thủ Tây Ban Nha. Và một lần nữa người đã ghi tên mình lên bảng điện tử đó chính là Petri. Với sự cơ động tốc độ của Nico William hay Jaman, Petri là người đã chọn vị trí một cách hoàn hảo, chiếm lĩnh được khoảng trống và một tình huống dứt điểm nhẹ nhàng để có được bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu này.
Một pha dứt điểm tinh tế. Jaman rất bình tĩnh. Đó là một tình huống chuyền bóng kỹ thuật. Tỷ số được nâng lên 4-1. Chỉ cần một ánh mắt của Jaman thôi, Fabian Ruiz đã có một tình huống chạy chỗ rất hay. Jaman đã rất nắn nót và chờ đợi một tình huống chạy chỗ của Fabian Ruiz. Ở cơ hội đối mặt thì mọi việc đã đi rất xa với hàng thủ của Bắc Ireland rồi. Cavallan, tình huống bắt bài tốt của Lewis. Không có lỗi. Jaman. Tỷ số đã được nâng lên là 5-1. Tưởng chừng như đó là một pha bóng cận chân với Ojajaban, nhưng cuối cùng Mikel Ojajaban vẫn có được bàn thắng thứ 5. Pha bóng mà chúng ta thấy được Jaman nỗ lực như thế nào, anh pressing và có được bóng. Bàn thắng đến rất dễ dành cho Mikel Ojajaban. Bàn thắng thứ 11 trong màu áo tuyển quốc gia của tiền đạo của câu lạc bộ Real Sociedad. Pha lập công dễ dàng. Đây nhiều khả năng sẽ là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu này. Vẫn là cầu thủ Bắc Ireland. Pha phòng ngự an toàn của Guimando. Đúng lúc này trọng tài người Pháp ông Bastien JP đã nổi còi kết thúc trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Tây Ban Nha và cầu thủ Bắc Ireland. Tỷ số của trận đấu đã kết thúc với tỷ số chung cuộc là 5-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Một chiến thắng xứng đáng và một sự chạy đà hoàn hảo của đội bóng của ông Luis de la Fuente.